rồi lại gia hạn lại tháng 30 tháng 6 năm 2022 nè. Anh cứ tiếp xác nhận vô là tôi không đồng ý lỗi này hay sao, cứ đi vô đi xịt lên cho nó là những căn theo đây em cầm cho đây em cầm đọc cho anh bằng đây để tin bản là tôi em cầm đọc chứ anh không cầm bản được anh ơi, đây em cầm đọc cho anh coi rõ. Phê duyệt ẩn thắc mắc cái gì nữa, giám đốc lại không hiểu giá điện sao không vô làm gì theo ở đây là có anh Tuấn tổ trưởng tôi không biết lẽ tôi đi nói sai qua rồi nói thôi anh chửi quá à. Thôi anh đi để vô quay về gắn gắn em ơi cho chứng kiến cho lá cánh ký giúp mình đó này không anh. Báo cho tài xế là Nguyễn Văn Khánh nha. Cái lỗi của anh là dừng xe đổ xe nước ngay cái buôn Suối Tiên mà anh đây ta biển báo cấm dừng cấm đổ là anh đã sai. Ở dưới xe của anh là biển số vàng là anh đã gắn biển số vàng rồi, đúng hợp lại rồi. Gắn camera hành trình quán xe quan sát tài xế những cục để xe ha, làm những hành động nghe điện thoại hay này nọ là anh đã làm xong hết rồi. Thì giờ tôi tiến hành lập bản anh dừng xe nha. Nguyễn Văn Khánh. Đây số chứng minh nhân dân của anh ở An Tân Hòa Kim Sơn Ninh Bình nha. Rồi lúc 10 giờ ngày 4 tháng 1 2022 trước cổng khu lịch Suối Tiên phường Tân Phú thành phố Thủ Đức, anh điều khiển xe của anh là dừng nơi cái biển xe cấm dừng đổ nha. Tôi tiến hành tại điểm H khoảng 2 điều 5 nghị định 100/2019 sửa đổi bổ sung nghị định 123 đang 2021 chính phủ nha. Tôi sẽ tiến hành lập biên bản giữ không một giấy phép lái xe của anh. Rồi yêu cầu anh ngày 19 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2022 đến cơ quan của tôi là 212 quốc lộ 1A, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức để giải quyết biên bản. Rồi yêu cầu anh ký tên vào biên bản. Có dây, lấy dây luôn đây.
chờ hẹn thôi, nhưng mà chờ coi như là hôm qua gọi.